Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà cấp 4 nha mọi người. Căn nhà này thì là lý do chuyển đổi về công việc cũng như là về vị trí nhà ở, cho nên là anh chủ nhà quyết định nhờ Ngọc Ánh bán cho mọi người. Thì ở đây với cái căn nhà này, vị trí cụ thể thì nó thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì ngõ cách với trục đường ô tô khoảng tầm 50m. Và với cái hướng nhà thì là hướng Đông Nam, diện tích là 38m2. Ngõ đi vào đây mọi người có thể nhìn thấy hai xe máy tránh nhau thoải mái mọi người nha. Với cái căn nhà này thì xây dựng cũng rất là chắc chắn, có thể lên tầng được mọi người ạ. Và với ở đây là có một cái mái tôn mà chủ nhà đã lắp đặt sẵn rồi mọi người ơi. Đây, nói chung nhà như thế nào, xấu đẹp như thế nào thì em Ngọc Ánh quay review rất là kỹ mọi người nha. Vị trí thì gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với bến xe Yên Nghĩa. Từ vị trí căn nhà này quý vị đi lại vô cùng thuận tiện, gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học. Với cái giá chào bán cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Giá chào bán 1 tỷ 650 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên cho quý vị mọi người nha. Với căn nhà này 38m2, mặt tiền của ngôi nhà là 3m mọi người ạ. Đó. Và mời mọi người theo em vào phía bên trong căn nhà. Đây, như quý vị có thể nhìn thấy, đây là phần cửa chính của ngôi nhà. Nói chung với những cái căn nhà này thì mọi người có thể về ở được ngay với cái tầm giá vừa phải, và vị trí thì cũng là gần. Với so với cái mức giá của khu vực thì căn nhà này nó quá là hợp lý mọi người ạ. So với giá đất gần như là chủ yếu là bán đất tặng nhà thôi mọi người ạ, chứ còn không tính cái tiền nhà vào đâu. Cái giá 1 tỷ 650 triệu bao toàn bộ phí thuế. Đây, như quý vị có thể nhìn thấy thì Ngọc Ánh đứng đây có thể là phần phòng khách của ngôi nhà. Đó. Cái căn nhà cấp 4 này có phòng riêng này, có gác xếp ở phía bên trên này. Đây, Ngọc Ánh cũng sẽ có như thế nào thì Ngọc Ánh sẽ review như thế cho quý vị nha. Nếu như mà quý vị xem cảm thấy hài lòng với cái ngôi nhà này thì có thể để lại một cái chấm bình luận ở phía dưới cho Ngọc Ánh. Hoặc nếu như quý vị nào mà có cái tầm tài chính như thế này mà muốn ở khu vực trong D Yên Nghĩa, đây tổ 13 này là ở trong D mọi người ạ, rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa, thì quý vị cũng vui lòng gọi ngay cho em nha. Bởi vì căn nhà này nó chỉ có một thôi, không có căn thứ hai. Với cái căn nhà này thì đấy, nó tóm lại là mọi người có thể dọn đồ về ở được ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ rồi, thông thoáng. Hướng nhà hướng Đông Nam, hiện tại trước nhà thì đang có mấy lô đất trống rất là thoáng mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng khách này. Tiếp theo mời mọi người theo em vào cái phía bên trong là có một cái khăn phòng ngủ nhỏ nhắn hợp lý. Đây mọi người nha, và hiện tại thì cũng có sẵn một cái điều hòa rồi. Nói chung vì cái lý do chuyển đổi công việc cho nên là chủ nhà mới bán thôi mọi người ạ. Đó. Tiếp theo vào cái không gian phòng bếp. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Chậu rửa, vòi rửa ở đây, nước, điện là có sẵn đầy đủ hết rồi. Có cửa để ngăn giữa phòng ngủ với phòng bếp đây mọi người nha. Đấy. Đồng thời phía tầng 1 còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng có sẵn bình nóng lạnh rồi mọi người nha. Đấy. Hệ thống sen tắm cũng như là bồn cầu đáp ứng đầy đủ công năng. Với quý vị anh chị nào mà có cái tầm tài chính thấp vừa phải thì căn nhà này khá là hợp lý để quý vị chọn lựa. Bởi vì vị trí thì gần, đi lại thuận tiện. Và nhà cấp 4 này xây tương đối là chắc chắn quý vị ạ. Tiếp theo, mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên phía ở trên gác xếp nha. Với những căn nhà này thì thực tế nó không quá đẹp, nó không quá xuất sắc mọi người ạ. Nhưng mà cái mà Ngọc Ánh muốn gửi đến cho quý vị đó là cái sự chân thật. Review rất là chi tiết cụ thể để quý vị có thể biết. Ở trên cái phần gác xếp trên này quý vị vẫn có thể kê giường ngủ thoải mái nha mọi người. Hoặc là mọi người về mà có nhu cầu sửa sang lại thì mọi người vẫn cứ sửa sang vô tư. Và ngoài ra thì ở đây có một cái phần sân phơi. Đây. Cũng rất là thoáng nha mọi người. Nói chung với cái căn nhà cũ cấp 4 mà thiết kế như thế này thì cũng tạm tạm mọi người ạ. Bởi vì quan trọng là cái vị trí và cái giá bán thôi, chứ còn đi lại thì vô cùng thuận tiện. Đây, ở trên này đã có hẳn cái bồn nước rồi mọi người nha. Nói chung với cái vị trí này thì Ngọc Ánh quay cũng không thể nói quá nhiều về ngôi nhà, bởi vì ngôi nhà từ tầng 1 cho tới lên đây thì mọi người đã Ngọc Ánh review rất là kỹ rồi. Quan trọng là cái vị trí thì Ngọc Ánh xin phép nhắc lại với quý vị là vị trí này thuộc
tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể nó là vị trí trong D, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, gần với Ủy ban Nhân dân phường, gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, đi lại vô cùng thuận tiện với trục đường Lê Văn Lương lên Thanh Xuân hoặc là đường Tố Hữu kéo dài. Nói chung với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, giá chào bán 1.650.000 đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nhá, 0953 013 403 hoặc 0888 041 444 nha. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.